Nó như thế này nè, là tại vì trong khoảng thời gian 8 năm chị không có em bé được, nên là khi mà chị mang bầu lại chị rất là vui. Là cái ngày mà chị bị tắc kinh á, xong rồi chị bị trễ khoảng 3 tuần, chị có kinh rất là đều nha. Đúng ngày bọ đó là ngày đó có, hay vậy đó. Thấy hai gạch thì anh cũng vui. Trời ơi, em có biết là chị đập cái đầu chị vô trong tường, kinh luôn, muốn đổ máu ra luôn. Là chị nghĩ là ổn, nó đâu có đáng đâu. Mình đã chịu khổ nhiều rồi, một cái mối tình trước mình đã khổ rồi, tại sao mình tiếp một cái bước này nữa? Mà lúc đầu mình đã nói chuyện với anh, mình nói là anh ơi, em đã đổ vỡ lần rồi, em không có muốn là đổ vỡ nữa đâu. Xong rồi anh nói là ok, anh thương em, mình thương con em, anh không có gạt em. Xong rồi lúc đó chị chỉ muốn chết thôi. Ảnh cứ move around, cứ lúc thì ở với người này vài tháng, ở với người kia vài tháng, kiểu vậy, khóc rất là nhiều. Đó có giằng co với nhau. Mà lúc đó chị đang mang bầu. Yeah. Nhưng mà bây giờ là những cái chuyện buồn mà nó qua như vậy á, thì những cái bé sau thì như thế nào chị ha? Thì đến một lúc nào đó chị cứ để lại voicemail. Chị nói anh cứ về đi, lo cho em sanh xong rồi anh muốn đi đâu thì đi. Thì lúc chị sanh, chị gần sanh thì anh cũng về. Thì sau khi đó thì có ngồi xuống chị nói với ảnh, chị nói là bây giờ anh phải chọn đi. Một, anh sống với em. Hai là anh sống trong một hai người đó. Anh không thể nào anh go around vậy được. Anh không tới với em cũng phải đi lấy chồng. Em mới hai mấy tuổi, em không thể nào em sống cái kiểu như hoài được. Sau khi chị nói như vậy thì ảnh mới nói ok, anh chọn em. Từ năm 2015 cho đến giờ thì tương đối ảnh đã không có làm cho chị buồn nữa. Ảnh không có bỏ đi giống hồi xưa nữa. Thì đó là lý do mà chị muốn gắn kết với ảnh cho đến giờ phút này. Chồng của chị thật sự mà nói, ảnh là một người tốt. Anh ta tốt, anh ta mới không dứt khoát được. Và chị nghĩ là tại vì cái người vợ đầu người ta không có sanh được con, nên anh ta khao khát có một đứa con, nên anh ta mới như vậy. Nhưng mà khi mà cái người kia người ta đã sanh con rồi thì anh gặp được chị thì anh nghĩ là ok, đây mới là tình yêu của tôi, chứ kia không phải. Thật sự là câu chuyện của chị làm em cứ mỗi một cái câu chuyện là làm cho em bị nín thở, nghẹt thở luôn á. Tại vì em đang nghĩ tới hai đứa nhỏ. Thứ nhất là cái bé đầu tiên, chịu quá thiệt thôi, không có một người cha bên cạnh mình. Cho đến khi 4 năm gặp chị thì cũng không có người cha mà phải chứng kiến hết toàn bộ những gì mà trải qua của chị. Đúng rồi. Thì em nghĩ là qua chương trình này, đứa nhỏ, bé lớn sẽ hiểu chị nhiều hơn và thương chị nhiều hơn. Nói chung là đã vượt qua cái giai đoạn mà kinh khủng nhất của cuộc đời. Đúng rồi, đúng không? Cái đứa này là chị cũng bị ói y chang cái đứa ở Việt Nam luôn. Là chị cũng ngất lên ngất xuống, chị cũng đi vô bệnh viện, chị nằm vật vã trong bệnh viện luôn. Đứa đầu là mình không có kinh nghiệm rồi. Cái đứa thứ hai là nó cách xa cái đứa đầu nhiều quá. Mình không nhớ gì nhiều về cái đứa kia để mà mình rút cái kinh nghiệm lại. Chị cũng bị ói y chang như vậy luôn, nằm bệnh viện luôn, tiêm nước biển cũng thế. Thì rất là may là cái đứa này nó vẫn là đủ ngày đủ tháng luôn. Vừa rồi là chị mới đi về Việt Nam, tại vì chị cũng muốn con nữa. Trời ơi, chị đẻ mổ mà chị sung dữ vậy chị. Chị muốn nữa. Yeah, tại vì chị thấy bây giờ anh tốt rồi. Dạ. Mà mỗi khi mà chị mang bầu là chị lại bị một cái tâm lý nó khác. Mỗi đứa nó khác nhau hết nha. Nó thay đổi á chị, cho nên là mình không, tại thật ra là em muốn chăm con em giống như là chất lượng hơn số lượng vậy đó. Em sợ đẻ nhiều quá mà mình không có không chăm có lo tốt, đầy đủ, mình không có dạy tốt. Dạ. Nội hai đứa thôi, em ôm đứa này là đứa kia nó ganh tị, cho nên giờ em đẻ thêm nữa em sợ em không có chia đủ. Không, nhưng mà nếu mà các bà mẹ mà cứ hướng về con vậy á thì cái người chồng coi như là chắc là không bao giờ ra đường luôn. Không phải, ý chị đang nói là giống như là không, cái chuyện mà về rồi em hiểu rồi, nó cũng đi. Bị hạn chế. Dạ. Cái đứa thứ ba này là chị uống thuốc bắt đó. Dạ. Thuốc bắt cái về cái nó cấn thai luôn, nhưng mà 2 tháng là bắt đầu nó ra máu. Ủa, động thai à chị? Bị động thai. Bác sĩ có nói với chị như vậy, cái tình trạng mà cái phụ nữ khi cấn thai nó bị chảy máu á thì nó cũng có cỡ khoảng 30%, là tại vì á nó có nhiều lý do. Thứ nhất là Angelina Trần, nickname là Thấm BB, năm nay mình 37 tuổi. Công việc hiện tại là làm về thẩm mỹ, làm về bảo hiểm, và mình cũng có cộng tác với một đài truyền hình local. Và hiện giờ là chị đang có mấy đứa? Chị đang có 4 cháu, 17, 17, 12 và 16 tháng. Chị mang thai cái đứa đầu tiên là nó cũng nằm trong kế hoạch của hai vợ chồng chị. Anh học đại học năm nhất. Vừa hết năm nhất là chị chuẩn bị sanh em bé. Khi mà chị mang bầu á là coi như một mình chị thôi.
Tại vì ảnh phải đi học ở Sài Gòn mà nhà chị thì ở Bình Dương. Nhưng mà cái đường đi nếu mà từ ở Sài Gòn mà về Bình Dương á thì cũng không có xa. Là tại vì biết sao không? Hồi trước ở Việt Nam chị cũng là diễn viên. Năm chị thi là chung với Hứa Vĩ Văn với Tống Bạch Thủy, Phi Thanh Vân rồi đó. Năm đó đó thì ảnh cũng là người mẫu luôn. Thì ngoài công việc mà đi học của ảnh thì ảnh phải đi diễn buổi tối hay gì gì đó. Độ tuổi đó cũng còn quá trẻ còn để mà trẻ giữ chân một cái người đàn ông lại. Bởi vậy ảnh làm chị buồn nhiều lắm. Buồn mà lúc đó mình còn trẻ nữa thì cái trầm cảm trong lúc có bầu là mình có đó. Hôm nay em thấy trong người sao, em muốn ăn cái gì anh mua cho em ăn chẳng hạn vậy. Nhưng mà mình không có, mình cứ lủi thủi, lúc nào lủi thủi mình. Nhưng mà chị mình có nói với ảnh không? Thì cũng nói, nhưng mà điều bây giờ ảnh còn quá trẻ mà ảnh đâu có hiểu được cái chuyện đó của mình đâu. Và công việc của ảnh thì đi học nữa. Rồi trong cái quãng thời gian mang bầu của mình á, bị ốm nghén cho đến tháng thứ 7 luôn. Cả coi như gần sinh luôn à. Chị ói đến nỗi mà cứ là ăn vô ói ra, ăn vô ói vậy ra. Vậy là coi như đâu có dinh dưỡng gì đâu. Không có dinh dưỡng gì luôn mà chị bị xỉu. Bữa đó chị nhớ mới có một ngày chị đi ra ngoài chợ. Cái chị đang đi vậy, cái tự nhiên cái chị tối sầm mặt mày ra luôn. Chị không còn thấy gì hết, tối thui hết luôn. Chị té cái rầm vô cái sạp hộp dịch luôn. Cái sạp, mấy hộp sạp hộp dịch bể hết luôn. Là lúc mà chị té xuống cái là chị không còn biết cái gì nữa hết. Cái cô mà bán hộp dịch đó, cổ mới đem vô, cổ làm gì giật gió hay là làm gì tùm la tùm lum hết. Chút rồi chị tỉnh dậy. Chị nói con có sao không, con bị gì vậy? Mà tại vì có bầu nhưng mà không có biết có bầu, tại con đầu tiên thì cái bụng nó rất là nhỏ. Cô ơi, con đang bị ốm nghén á, mà giờ chắc con bị tụt canxi hay gì, con xỉu hoài luôn. Mình nói cô ơi, bao nhiêu tiền để cho con đền lại cho cô. Và cô nói thôi thôi mày đi về đi, mày không đền chị đây hết trơn. Cái sau chị đi về. Sau lần đó là chị cứ xỉu hoài luôn, cho đến tháng thứ 7 luôn là chị hết ốm nghén. Rồi cái ngày đi sinh á thì ảnh có bên cạnh chị không? Chị kể ngày đi sinh này cũng là cực kỳ á. Bây giờ nếu mà ảnh nghe thì thì kể ảnh thôi. Kể ảnh thôi, tại vì cái đó là chị bật lâu lắm rồi, mười mấy năm rồi. Bây giờ chị có cơ hội chị nói nè. Cái ngày đó là ngày đám cưới của người anh chồng của chị. Chị có bầu bụng lớn rồi, chị sắp sanh rồi. Cả nhà ảnh mới đi đám cưới hết luôn. Chị phải ở nhà một mình. Cái chị nghe chị mệt, đau lưng mà nghe nó cứ chặn chặn xuống như này. Sau khi đám cưới xong hết về thì mới nói anh ơi, em khó chịu quá, anh có thể ở nhà lo cho em chút xíu được không? Cái anh mới nói đâu được đâu, bây giờ anh hồi từ sáng giờ mất tiếp khách, rồi bây giờ anh phải tiếp mấy bạn của anh nữa, tại mấy bạn của anh từ sáng giờ anh không có tiếp gì hết, giờ phải đi tăng hai nữa, bây giờ anh phải ở nhà với em chứ bây giờ lỡ em sanh sao. Cái anh nói trời ơi, bác sĩ nói tuần lễ nữa mới sanh, làm gì mà bữa nay sanh. Cái chị mới nói là nhưng mà em nghe chắc nó sắp tới rồi sao. Cái ảnh nói thôi đi, không lẽ bữa nay. Cái ảnh cũng vẫn đi. Cái chị mới buồn quá, chị mới điện thoại cho mẹ chị, tại lúc đó chị đang ở nhà ảnh. Cái mẹ chị lái xe đi ra rước chị về. Vừa về tới nhà thì cái con vợ của cái anh người mẫu khác, bạn mới nói là em biết chỗ mấy ông nhậu đâu, chị muốn tới không? Chị mới ok, nếu mà em biết chị ra chị chở em. Em biết cái đường quốc lộ 13 mình không? Cái đường mà từ Sài Gòn đến Bình Dương. Chị chạy 100 km/h. Tên ông mà chị cái bầu chị trang 3 ngày nè. Từ xa xa khoảng 100 m hay gì gì đó, chị thấy công an nó đi ra thổi chứ quét. Chị mới nói không có anh ơi, bây giờ em bị đau bụng quá mà em không có đồ đạc gì ở đây hết, em tính chạy nhanh về nhà để em lấy đồ để em đi lên bệnh viện em sanh. Cái xong cái ảnh nói có thiệt không, tại vì khi mà em ngồi thì nó lấp cái bụng mà đâu có thấy. Cái chị đứng lên, chị vừa đứng lên một cái nó là một cái xà luôn. Vỡ ối hả chị? Tại vì chị không có mặc underwear em biết là nó là một cái xà, nước nó ra tùm lum hết trơn, là chị xỉu qua người anh công an thôi. Anh công an cũng được một phen hú hồn. Mà vợ nước ối vậy là rất là nguy hiểm cho đứa nhỏ. Dễ bị khô rồi không thở được nữa. Thì lúc đó ảnh mới lái xe ảnh chở thẳng chị đến bệnh viện luôn. Sự ra đời của đứa nhỏ rất là đặc biệt luôn. Bé đầu tiên của chị là trai hay gái? Trai, năm nay cháu 17 tuổi. Trời ơi, vậy là high school rồi. Trên đường đi chị điện thoại cho anh không nghe phone. Cái chị mới điện thoại cho bố chồng chị. Chị nói bố ơi, tình hình giờ nó vậy. Cái bố chồng chị mới điện thoại cho ảnh. Thì ảnh nghe phone. Bố chồng chị nói á, vợ mày nó vào bệnh viện rồi đấy, nếu mày không vào bệnh viện á là hả, mày đừng hối hận. Nguyên một dàn người mẫu lên đứng đó đó, xếp hàng đó, nào là tóc tai chảy chuốt, quần áo bảnh bao, mang giày khúc vậy nè. Tại vì đi đám cưới từ sáng giờ, còn chị thì nhìn giống con điên vậy đó. Hỏi chị, em có sao không? Chị ghét quá, chị đi một mạch vô phòng mổ luôn. Chị không biết em hiền với lại Trâm sao, chứ chị khi mà chị chích thuốc tê vô là bắt đầu chị bị ói. Nó bị phản ứng của
của cái thuốc. Em thì bị tụt huyết áp. Chị cũng bị huyết áp luôn. Dạ, em sợ lắm. Tôi đầu bắt đầu đen đen lại, em nói chết rồi hay là mình sắp chết rồi. Con, em sợ ghê. Con em là thấy đúng, tôi nói là nó chạy. Nó chạy quanh luôn. Đứa thứ hai á. Tại vì khi mà mình có bầu á, hầu như triệu chứng của những người phụ nữ nó đều giống như vậy á. Chị thì bình thường, chị vẫn sanh em bé được. Nhưng mà mẹ chị nói là mẹ đẻ con ra từ nhỏ giờ mẹ biết cái sức khỏe của con. Chị rất là mạnh. Yeah. Ví dụ như chạy 100m chị có thể chạy thắng người ta được. Yeah. Nhưng mà ví dụ chạy bền, biểu chạy 2-3 vòng sân banh là bảo đảm là chị về bét luôn á. Đây là cái sức dẻo dai mình không có. Thì mẹ chị nói thôi, nói bác sĩ là mổ ngay từ đầu đi, đừng có đẻ. Thì sợ nếu mà đẻ nửa đường đẻ không được thì cũng đem đi mổ cũng vậy thôi. Yeah. Thì lúc đó là chị quyết định là mổ. Chị quyết định là mổ ngay từ đầu thì đó là cái bé đầu tiên. Cách 8 năm chị mới sanh được bé thứ hai với chồng sau của chị. Vậy là bên đây, khi mang bầu bé đầu tiên ở Việt Nam và cũng như là bé thứ hai bên Mỹ thì hai cái cách hoàn toàn khác nhau. Chị có bị giống như cái cảm xúc mình nó bị lẫn lộn nhiều không? Ở Việt Nam thì nó là như vậy, qua bên đây nó còn có nhiều cái nó ghê hơn nữa. Đó, vì... chị nói làm cho mọi người em cũng đang hồi hộp đó nè. Như Trấn Thành nó nói một câu mà chị tâm đắc, rất là tâm đắc. Nếu mà mình chọn một cái người nào đó mà đúng người mà sai thời điểm nó cũng không được. Mà nó đúng thời điểm mà nó sai người nó cũng không được luôn. Mà chị lại rơi đúng vào cái trường hợp là đúng người nhưng mà sai thời điểm hết. Trường hợp thứ nhất là ở Việt Nam, lúc đó anh còn quá trẻ. Mà bây giờ anh có vợ sau rồi, chăm vợ số 1 luôn. Cái người thứ hai này chị gặp bên đây thì nó còn khủng khiếp hơn. Là tại vì lúc đó thì anh cũng rất là thương chị luôn. Nhưng mà có một cái là tại vì chị không tìm hiểu kỹ, cái đó là lỗi do chị. Anh nói là anh đi dị vợ rồi, nó mới con. Cuối cùng chị mang bầu cái bé đó được 3 tháng rồi chị mới phát hiện là anh vẫn còn marry với người vợ cũ, với một người khác có một baby mới có 8 tháng rồi. Mà chị quyết định giữ tại vì nhỏ này. Nó như thế này nè, là tại vì trong khoảng thời gian 8 năm chị không có em bé được, nên là khi mà chị mang bầu lại chị rất là vui. Là cái ngày mà chị bị tắc kinh á, xong rồi chị bị trễ khoảng 3 tuần, chị có kinh rất là đều nha. Đúng ngày đó là ngày đó có. Hay vậy đó. Thấy hai gặp thì anh cũng vui. Trời ơi, em có biết là chị đập cái đầu chị vô trong tường kinh luôn, muốn đổ máu ra luôn. Là chị nghĩ là ổn, nó đâu có đáng đâu. Mình đã chịu khổ nhiều rồi. Một cái mối tình trước mình đã khổ rồi. Tại sao mình tiếp một cái bước này nữa? Mà lúc đầu mình đã nói chuyện với ảnh, mình nói là anh ơi, em đã đổ vỡ lần rồi, em không có muốn là đổ vỡ nữa đâu. Xong rồi anh nói là ok, anh thương em, anh thương con em, anh không có gạt em. Xong rồi lúc đó chị chỉ muốn chết thôi. Ảnh cứ move around, cứ lúc thì ở với người này vài tháng, ở với người kia vài tháng, kiểu vậy, khóc rất là nhiều. Đó có giằng co với nhau. Mà lúc đó chị đang mang bầu. Yeah. Nhưng mà bây giờ là những cái chuyện buồn mà nó qua như vậy á, thì những cái bé sau thì như thế nào chị ha? Thì đến một lúc nào đó chị cứ để lại voicemail. Chị nói anh cứ về đi, lo cho em sanh xong rồi anh muốn đi đâu thì đi. Thì lúc chị sanh, chị gần sanh thì anh cũng về. Thì sau khi đó thì có ngồi xuống chị nói với ảnh, chị nói là bây giờ anh phải chọn đi. Một, anh sống với em. Hai là anh sống trong một, hai người đó. Anh không thể nào anh go around vậy được. Anh không tới với em còn phải đi lấy chồng. Em mới hai mấy tuổi, em không thể nào em sống cái kiểu như hoài được. Sau khi chị nói như vậy thì ảnh mới nói ok, anh chọn em. Từ năm 2015 cho đến giờ thì tương đối ảnh đã không có làm cho chị buồn nữa. Ảnh không có bỏ đi giống hồi xưa nữa. Thì đó là lý do mà chị muốn gắn kết với ảnh cho đến giờ phút này. Chồng của chị thật sự mà nói, ảnh là một người tốt. Anh ta tốt, anh ta mới không dứt khoát được. Và chị nghĩ là tại vì cái người vợ đầu người ta không có sanh được con, nên anh ta khao khát có một đứa con. Nên anh ta mới như vậy. Nhưng mà khi mà cái người kia người ta đã sanh con rồi, thì ảnh gặp được chị thì ảnh nghĩ là ok, đây mới là tình yêu của tôi chứ kia không phải. Thật sự là câu chuyện của chị làm em cứ mỗi một cái câu chuyện là làm cho em bị nín thở, nghẹt thở luôn á. Tại vì em đang nghĩ tới hai đứa nhỏ. Thứ nhất là cái bé đầu tiên, chịu quá thiệt thòi, không có một người cha bên cạnh mình. Cho đến khi 4 năm gặp chị thì cũng không có người cha mà phải chứng kiến hết toàn bộ những gì mà trải qua của chị. Đúng rồi. Thì em nghĩ là qua chương trình này đứa nhỏ, bé lớn sẽ hiểu chị nhiều hơn và thương chị nhiều hơn. Nói chung là đã vượt qua cái giai đoạn mà kinh khủng nhất của cuộc đúng đời. Đúng rồi, đúng không?
cái đứa này á, là chị cũng bị ói y chang cái đứa ở Việt Nam luôn. Là chị cũng ngất lên ngất xuống, chị cũng đi vô bệnh viện, chị nằm vật vã trong bệnh viện luôn. Đứa đầu là mình không có kinh nghiệm rồi. Cái đứa thứ hai á, là nó cách xa cái đứa đầu nhiều quá, mình không nhớ gì gì nhiều về cái đứa kia để mà mình rút cái kinh nghiệm lại. Thì chị cũng bị ói y chang như vậy luôn, nằm bệnh viện luôn, tiêm nước biển cũng thế. Thì rất là may là cái đứa này nó vẫn là đủ ngày đủ tháng luôn. Vừa rồi á, là chị mới đi về Việt Nam, tại vì chị cũng muốn con nữa. Trời ơi, chị đẻ mổ mà chị sung dữ vậy chị. Chị muốn nữa. Yeah, tại vì chị thấy bây giờ anh tốt rồi. Dạ. Mà mỗi khi mà chị mang bầu là chị lại bị một cái tâm lý nó khác. Mỗi đứa nó khác nhau hết nha. Nó thay đổi á chị, cho nên là mình không, tại thật ra là em muốn chăm con em giống như là chất lượng hơn số lượng vậy đó. Em sợ đẻ nhiều quá mà mình không có không chăm lo tốt, đầy đủ, mình không có dạy tốt. Dạ. Nội hai đứa thôi, em ôm đứa này là đứa kia nó ganh tị, cho nên giờ em đẻ thêm nữa em sợ em không có chia đủ nên. Không, nhưng mà nếu mà các bà mẹ mà cứ hướng về con vậy á thì cái người chồng coi như là chắc là không bao giờ ra đường luôn. Không phải, ý chị đang nói là giống như là không, cái chuyện mà về rồi em hiểu rồi, là cũng bị hạn chế. Cái đứa thứ ba này là chị uống thuốc bắt đó, thuốc bắt cái về cái nó cấn thai luôn, nhưng mà 2 tháng là bắt đầu nó ra máu. Ủa, động thai à chị? Bị động thai. Bác sĩ có nói với chị như vậy, cái tình trạng mà cái phụ nữ khi cấn thai nó bị chảy máu á, thì nó cũng có cỡ khoảng 30%. Là tại vì nó có nhiều lý do. Thứ nhất là mình đi lại quá nhiều, nó động thai, nó cũng làm cho mình bị ra máu. Thứ hai nữa là cái khi mà cái mình đậu thai á, nó làm tổ, cái nó làm chảy máu ra đúng không chị? Đúng, y chang như vậy. Thì chị có lên Google chị search. Thì chị thấy vậy, khi mà mình đậu thai, nó có thể nó làm tổ ngay chỗ đó và nó ra máu chút xíu. Nó dệt dệt, nhưng mà chị không phải. Nó ra y như mình có kinh vậy đó em. Chị hết hồn. Thiệt sự đang bầu mới đó. Chị hết hồn. Sau khi siêu âm thì everything ok, không có bị gì hết. Thì mừng quá trời, thì bác sĩ nói là bây giờ về nhà nằm, chỉ nằm trên giường thôi, không được đi. Mà nằm chéo chân lại. Ví dụ mình đi tiểu thì mình đi nhẹ nhàng thôi. Nằm 3 ngày luôn, không được xuống giường. Thì cái nó êm, nó ra máu nữa. Tới đang từ 7 tháng rưỡi ra máu tiếp. Sao lần nào cũng nhiều quá. Chị nói thiệt với em là 4 lần mang bầu của chị là 4 lần khủng khiếp nhất trong cuộc đời của chị. Lần nào gì cũng không chuyện này, nó cũng có chuyện kia. Mà nó ra máu lúc đó là 3 giờ sáng. Thì cái chị đi tiểu. Đi tiểu thì cái thường mình lấy giấy mình cái xong cái trong tối chị thấy ủa gì nó đen thui vậy. Cái mở đèn lên trời máu không luôn. Trời ơi, rồi anh có biết không? Cái chị kêu chị nói anh ơi em bị ra máu rồi. Chở em đi vô emergency đi. Xong mà ảnh mới chở chị đi vô emergency là trong bệnh viện gọi bác sĩ là mổ gấp luôn. Tại vì là lúc đó mới có 7 tháng mấy. Rồi hai đứa nhỏ, sao lúc đó ở nhà? Hai đứa nhỏ ở nhà. Thì lúc đó có bà nội. Cũng đỡ. Sinh bé có 7 tháng rưỡi, sớm tháng rưỡi. Sinh non. Nhưng mà cũng lucky là bé nó khỏe. Là bác sĩ nói là không có cần phải nằm trong phòng kính, không có cần gì hết. Ủa sao hay vậy ta? Em thấy thường thường mà sinh non là phải nằm trong NICU á. Nằm cũng phải một thời gian á. Nhưng mà tại vì khi mà em sanh ra có một bác sĩ nhi kế bên luôn. Dạ. Thì người ta sẽ thử em bé everything là mắt, mũi, phổi hay là cái này kia. Nếu như bác sĩ cảm thấy mà em bé nó ok là cho về với mẹ luôn. Dạ. Yeah. Còn cảm thấy em bé mà nó bị một cái vấn đề nào đó nó đẩy thẳng vô kia luôn. Yeah. Vậy là trai gái. Ôi trời ơi, cặp luôn rồi. Đủ thép đủ tẻ luôn. Dạ, yeah, cái xong bé thứ tư này là chị không có expect đâu. Chị nghĩ chị mới sanh mà chị chưa có nghĩ đến cái biện pháp ngừa thai nào hết. Thì chị nghĩ nó làm gì nó nhanh dữ vậy. Cái chị còn đi Cancun chơi, đi biển ở Mexico. Nó cho khách mình mặc áo và bơi, và phải bơi qua cái sông đó mới đi vô được cái resort đó. Mà em biết không, chị có bầu mà chị không biết. Chị đi lên máy bay, chị bay mà lúc bữa đó biết mắc cái quái gì mà chị ói. Trời ơi, chị ói muốn chết. Chị nói anh ơi, chắc em bị say sóng hay gì á. Qua chị mua thuốc chống ói chị uống. Cái chị uống vô bay trận kế tiếp ói nữa. Trời. Ói mà bụng không kịp, nguyên một cái áo chắc kẹt của chị ói luôn. Bay về đây chị mới thấy cái cơ thể mình nó cũng khó chịu, cũng nghi thì nó cũng trễ 2 tuần thì chị... em đang định hỏi chị rằng là đáng lẽ là nó phải trễ kinh rồi mới bắt đầu có những cái dấu hiệu ngén chứ. Đúng. Với lại cái cơ thể mình bắt đầu thay đổi rất là nhiều. Tại vì cưng biết làm sao không, tại vì nó cận quá. Cái bé thứ ba là nó mới, chị mới sanh nó mới 11 tháng gì. Dạ, chưa được một nó tháng mới nữa. Có 11 tháng thôi thì cái cơ thể của mình nó chưa trở lại bình thường. Đúng rồi nữa. Chị mua que chị thử,
trời nó lên hai gạch em ơi. Lúc đó chị đang setup để chị mở một cái tiệm thẩm mỹ của chị á. Thì chị đang lui cui bên trong, ảnh đang setup bên ngoài mấy cái counter cho chị này kia nọ, thì chị cũng chưa có định nói đâu, cái chị đứng thường hồi chị ra chị nói anh ơi em chuyện này em nói với anh nè. Anh đừng nói thồn nha. Anh hỏi chuyện gì vậy, chuyện gì nghiêm trọng vậy, em nói ra nữ xỉu nha. xong ấy chị đưa lên, chị đưa vậy nè, anh cũng đứng hình luôn. Anh cũng đứng hình là tại vì cái bé nhà mới có 11 tháng thôi. Cái chị mới hỏi anh, chị hỏi anh ơi giờ sao, cái anh mới nói giờ đẻ chứ sao. Chị gọi về nhà cho mẹ chồng chị, chị nói là giờ con có thai nữa rồi giờ sao. Mẹ chị nói ôi đẻ con ơi, nhà mình ít người, nhà được khuyến khích đỡ lo liền. Chị giống như mình được hai cái vốp rồi. Chị nói ok thôi vậy rồi giờ đẻ chứ giờ sao. Thì vất vả, thật sự là vất vả, tại vì cái cơ thể của mình nó chưa trở lại bình thường mà mình đã chuẩn bị đón một em bé kế tiếp nữa rồi. Mà chị vừa mang bầu vừa em bé nhỏ thì bà nội cũng phụ, chồng cũng phụ. Nhưng mà mình vẫn bị mệt á. Chị vẫn bị trầm cảm luôn. Chị vẫn bị trầm cảm là tại vì chị vừa phải công việc của chị. Vừa về còn cũng phải chăm con. Thiếu ngủ trầm trọng. Mệt cái là dễ stress lắm. Có lúc chị cứ trong đầu chị cứ ai nói gì, giống như cái kiểu như là mình nghĩ là tại sao mình không bóp cổ nó đi. Kiểu là giống như đây là cái nguyên nhân khiến cái nguyên nhân khiến mình bị như vậy nè, khiến mình đang lúc đó mình đang bị nghĩ quẩn rồi. Chỉ có hai cái luồng suy nghĩ, một bên thì chị suy nghĩ như vậy, một bên thì chị nói đâu có được, trời ơi cái này con mình mà tại sao mình phải suy nghĩ như vậy, mày bỏ ngay cái ý nghĩ đó đi ra khỏi đầu ngay lập tức ngay, mình phải tiếp xúc, mình phải nói chuyện với người này người kia cho mình giải stress. Đúng mình rồi. Bớt trầm cảm lại thì cái ý nghĩ nó không còn nữa. Cho đến 6 tháng ra máu tiếp. Trời ơi, vậy là do cái cơ địa của chị nó. Không phải, là tại vì con biết làm sao không? Thường người ta nói đẻ mổ chỉ đúng 2 đứa thôi. Cái vết mổ ở trên cái tử cung nó chưa có lành. Là 4 đúng, 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 bé nó chị sanh mổ hết. Trời ơi, dễ bị rách tử cung lắm á chị. Mình ráng kéo cho đến tháng 7 ra máu nhiều quá. Em có tin chị đang đứng lên, chị đứng lên vậy mà máu nhiều đột. Trời ơi, em không thể tưởng tượng được. Chị bởi vậy chị nói em 4 đứa là chị có 4 cái khủng khiếp nhất trong cuộc đời của chị luôn. Nhưng mà bây giờ chị nếu mà 4 đứa rồi á chị có muốn sanh không? Thôi cảm ơn. Để mổ mà sanh kiểu đó. Trời ơi, nguy hiểm lắm chị ơi. Cái xong cái biết sao không? Chị mới hả? Cũng 3 giờ sáng luôn. Chị cứ có con số 3 giờ kỳ ghê nha. Chắc là ăn chơi dữ lắm nè. Người ta nói ăn chơi mới là sống về đêm á. Phải, vẫn ngủ nhưng mà không biết cứ không, chị đi tiểu. Em không biết em mang thai em có bị có tìm liên tục luôn chị. 10 phút đấy, lần. Đấy. Thì nhưng mà đều những cái giờ kia thì nó không chảy máu mà nó cứ 3 giờ là nó chảy máu. Cái đêm ngày hôm đó chị bị đau bụng, cái chị mới nghĩ là trời không lẽ nó sớm vậy sao, nó đau từng cơn mà nó giống như chút xíu nó đau chút xíu ngừng xíu cái đầu xíu ngừng, giống như cơn gò để xanh ấy. Không nghĩ đâu, có thể mình đi lại nhiều quá. Nhưng mà không phải, chị vừa đứng lên chị đi tiểu một cái nó nhiễu xuống là chị kêu ổng dậy liền. Chị nói anh ơi không xong rồi. Cái ảnh cũng chở chị vô trong đó cưng biết hả, bác sĩ nó hô lại tại vì còn sớm quá, nó không, ví dụ như cái bé trước 7 tháng rưỡi em có thể ok cho ra được, bây giờ giữ ngày nào được hay ngày đó trong bụng mẹ, một ngày trong bụng bằng một tuần bên ngoài. Bác sĩ bỏ vô cái thuốc gì mà chị nói thiệt với em, chị bị nghẹt thở mà chị không thở được, mà cái người chị nó nóng bừng lên giống như có gì đốt cứ trong người mình vậy đó. Nhưng mà cái thuốc đó là để làm cho cái phổi em bé nó nở. Nó kích cái phổi em bé để em bé thở. Nên lỡ may mà chị không chịu nổi thì em bé nó thở được, kêu nó ra ngoài. Ngày trước em cũng có chích cái đó, tại con em cũng sinh non 35 tuần. Ồ vậy á. Dạ là 8 tháng. Là hai đứa nhỏ luôn. Dạ sinh non á chị. Tại vì con em bị truyền máu song thai, em là twins. Twin thường đa số là thường sinh sớm không? Sớm hơn dự bị. Chị mới có nở 2 phân thôi. Thì mình đâu có đẻ, mình mổ mà. Nở thì cái chuyện nở kể nó thôi. Nhưng mà cái chuyện là ở đây là bây giờ phải làm sao để em bé nó khi nó ra nó thở được. Hô lại mà bụng chị thì đau là bởi vì cái vết mổ bên trong nó tét ra. Tức là ở trong thì nó muốn đi ra mà bên ngoài thuốc thì để kìm lại, để cho nó kìm lại bên trong. Chị bị hai cái vậy. Trời ơi chị muốn chết luôn. Làm ơn kêu doctor liền cho tôi, bây giờ tôi chết liền nè. Cái xong ấy, còn y tá nó gọi điện thoại bác sĩ. Hô chị một ngày rồi mà chị phải chịu một ngày rồi đó. Hô cho đến buổi tối ngày thứ 5 cho đến chiều ngày thứ 6 luôn. Chị nằm vật vã trên giường vậy đó. Bác sĩ nói là ok, setup mổ liền. Trong vòng 15 phút là lôi em bé ra.
Nó chụp oxy cho em bé, nó đẩy thẳng vô luôn. Mà lúc đó chị cứ hỏi là ủa con tôi đâu rồi, khi nào tôi mới gặp con tôi được. Ok không sao đâu con, mày chút xíu nữa, hai mấy tiếng hồ nữa đem xuống cho mày thôi. Chờ đến ngày hôm sau nữa. Ok không sao đâu, mày cứ chờ đi, em e con mày không sao hết. Nhưng mà chị biết rồi, lúc qua ngày hôm sau nữa nó không đem xuống là chị biết có vấn đề rồi. Thì cái nó tách chị luôn, rồi chị phải nặng sữa ra, rồi chồng chị phải đem lên trên đó. 3 tuần lễ nó mới cho con chị về. Vậy là suốt cái thời gian đó là ảnh ở bên cạnh chị. Yeah, thì chị nói rồi, bây giờ anh tốt rồi. Không có giống như hồi xưa nữa đâu. Happy ending rồi chị. Nhưng mà phụ nữ mình á là hay có bị mặc cảm là sau khi sanh. Mà chị thì là sanh mổ, thì cái cơ thể của mình nó sẽ thay đổi rất là nhiều. Thì chị có cảm thấy là giống như là mình ngại á, mình ngại đối diện với chồng mình. Về em biết sao nhà thấy chuyện... chị này vẫn còn máu lắm. Đứa thứ tư là biết là không có ngại đâu chị ơi. Chị em biết là không có ngại. Chị. Sau khi sanh á họ sợ cái cơ bụng của họ xấu á. Không, chị xẹp lép à. Ồ. Hay chị có tập không vậy? Hay. Là tại vì hồi còn gái á là chị rất là hay nịch bụng chị lại. À. Thì nó không có tạo mỡ. Yeah. Thì khi mà chị mang bầu á chị mổ xong thì người ta lấy hết những cái nhau, những cái này kia, máu huyết đồ, là 3 ngày là không còn ra máu nữa. Đâu ai nghĩ mà giờ đang ngồi đối diện với hai chị em mình là một người phụ nữ mới đẻ nhiêu? 6 tháng mà ngồi đây. Đối với chị thì chị không có ngại gì với chồng chị hết á. Mà ảnh cũng 50 tuổi rồi nhưng mà đều éo vì đề. 50 tuổi rồi nhưng mà đều éo vì đề. Éo vì đề. Every day. Cái xấu của ảnh á là hút thuốc nhiều nhưng mà giờ bỏ rồi, với lại là cái chuyện tình cảm lèn xèn là giờ cũng hết luôn rồi. Chứ hoàn toàn ảnh là một người perfect. Nói chung là hiện tại về tài chính, về chăm sóc con, thương vợ, thương con, nấu ăn luôn. Trời ơi. Nha, yeah, có lúc đi làm về nấu ăn luôn cho gia đình và nấu những món Mỹ rất là ngon luôn. Vậy thì qua chương trình này chị có muốn nhắn nhủ gì với lại anh chồng của chị không? Chị có nhiều người để nhắn lắm. Chị muốn nhắn nhủ đến thứ nhất là cái anh công an ở Việt Nam. Trời ơi, anh đó đúng không? Cái anh công an ở Việt Nam là cái người mà chị muốn cảm ơn đầu tiên, là chở chị đi sanh cái em bé đầu tiên. Nếu mà anh có xem cái chương trình này thì anh biết là em đang nói về anh đó. Còn cái người thứ hai mà chị muốn cảm ơn nữa, đó là bác sĩ ở bên Việt Nam đã mổ cái bé trai con của chị. Đó là bác sĩ Tân. Còn cái người thứ ba nữa, đó là hai bác sĩ ở đây, Khải Tiêu với lại bác sĩ Triết. Cũng rất là tận tâm cho chị trong suốt 3 đứa con của chị ở đây. Và cái người thứ tư nữa mà chị muốn cảm ơn nữa, đó là chồng chị. Cái người rất là quan trọng trong cái cuộc đời của em. Sau những cái sóng gió thì anh cũng hiểu ra được đâu là chân lý và đâu là cái mái ấm gia đình. Và cũng cảm ơn anh là đồng hành với chị cho đến giờ phút này. Cái người thứ năm, phải không? Đúng rồi. Cái người thứ năm nữa mà muốn nói cảm ơn nữa, đó là mẹ chồng của chị. Đôi lúc thì có những cái hụt hạt trong gia đình, nhưng mà she rất là thương chị trong những cái lúc mà chị yếu, bệnh hoạn hay gì, she chăm chị rất là tốt. Và già nhưng mà cũng 70 tuổi rồi, nhưng mà cũng cố gắng để chăm sóc mấy đứa con của chị. Thì chị rất là cảm ơn vì điều đó, cảm ơn mẹ nhiều nha. Cái người cuối cùng mà muốn cảm ơn thì mẹ ruột của chị. Mẹ ruột của chị thì cũng mới qua đây 2 năm thôi. Ô, em chúc mừng chị. Thank you em. Bây giờ cái đứa bé sau cùng này là mẹ ruột chị chăm. Lúc mà chị sanh cái bé đầu tiên với anh chồng sau này nè, là mẹ chị không có ở đây. Mà chị khổ sở ngần ấy thời gian như vậy mà mẹ chị không cách nào đi qua đây được với chị. Mẹ chị chỉ biết khóc thôi. Tuy rằng không nói thôi, nhưng mà chị nhìn chị thấy. Mẹ chị muốn bù đắp cho chị là mình ráng giúp được cho nó cái gì mình giúp. Và hiện tại bây giờ mẹ chị chăm con buổi tối cho chị luôn. Chị được ngủ nguyên một giấc dài mà mẹ chị thì lại không có ngủ được. Nhân đây thì con cũng cảm ơn mama nhiều. Em cũng như là Quỳnh Trâm cũng như ekip xin cảm ơn chị đã dành thời gian và những cái lời chia sẻ thực tình của chị đến với chương trình. Thì em cũng hy vọng rằng là chị sẽ mãi mãi hạnh phúc về sau và cũng chăm các con được ngoan và hiếu thảo với cha mẹ.